Thưa quý vị, vào cuối ngày 23 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn hướng dẫn các sở ngành, quận huyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ ngày 23 tháng 4. Hướng dẫn này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận xếp thành phố Hồ Chí Minh vào nhóm có nguy cơ trong buổi họp trực tuyến diễn ra vào chiều cùng ngày. Theo công văn, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng cũng như nơi làm việc, đảm bảo giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động, bao gồm cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu, massage, sông hơi, các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, khác với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, Internet, game online, các trung tâm thể thao và các cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tiếp tục tạm dừng tiếp nhận khách mới tại các cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay, Airbnb, một loại hình của dịch vụ lưu trú, các nghỉ lễ, hoạt động tôn giáo có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cũng tạm dừng hoạt động. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu dừng hoạt động, hội họp tập trung trên 20 người, tụ tập trên 20 người tại nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.